Các bạn lưu ý, đây là bản tiểu thuyết ghép ạt, một số hình không khớp với truyện tranh. Nếu các bạn muốn xem truyện tranh, mời các bạn quay lại và chờ thêm trên các kênh đang công chiếu. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Cháp 216 Nguyên tắc ư Còn nói về nguyên tắc vào thời khắc quan trọng như thế này sao? Hắn đã từng muốn chặt đầu từ thiên thiên vài lần. Nhưng cánh tay của hắn cứ như đang cầm một tảng đá, không thể chém xuống. Từ thiên thiên tiếp tục nói, ngươi muốn cái gì? Nam nhân của ta có thể cho ngươi ngươi im lặng cho ta khổ đầu hoan nói khàn giọng ta khổ đầu hoan đã giết không biết bao nhiêu người trong đời liệu một nữ nhân hèn nhát có tính là gì chỉ giết ác nhân không giết phụ nữ trẻ em và người già yếu đó chỉ là khẩu hiệu mà thôi ngươi thật sự tin vào điều đó sao phía tây có tam mắt tà phía đông có khổ đầu hoan chúng ta đều là ác nhân ngươi còn trang điểm thành thánh nhân làm gì giết nàng chỉ cần giết nàng mọi chuyện sẽ kết thúc với dũng khí đã ấp ủ từ lâu khổ đầu hoan chém xuống bằng con dao sắc bén trong tay. Xoẹt. Đầu giường của từ thiên thiên bị chém mất một phần, mái tóc của nàng cũng bị cắt đi một ít. A a a. Khổ đầu hoan gào lên trong phẫn nộ. Hắn vẫn không thể giết nàng. Ngươi hãy đi huyền vũ hầu tước phủ ngay. Sau đó, hắn quay người rời đi, mang theo bảng hiệu từ theo thiên nam. Từ thiên thiên lúc này lại đuổi theo hắn. Khổ đầu hoan, ngươi muốn cái gì? Điều đó không liên quan đến ngươi. Từ thiên thiên nói, ngươi hãy đi tìm thẩm lãng ở thủ đô kẻ cặn bã này rất khéo léo dù ngươi muốn cái gì hắn đều có thể cung cấp cho ngươi chao ôi vừa rồi còn nói là nam nhân của nàng giờ đây lại trở thành kẻ cặn bã từ thiên thiên miệng lưỡi của ngươi thật nhanh nhẹn phụ nữ thật là thực tế dùng xong rồi lại vứt bỏ khổ đầu hoan đã ra khỏi cửa nhưng từ thiên thiên lại đuổi theo hắn ra khỏi cổng khổ đầu hoan ngươi đừng đi khổ đầu hoan tức giận nữ nhân ngươi không nên quá mức ngươi còn dám chặn đường ta không sợ chết à từ thiên thiên nghiêm túc nói khổ đầu hoan chúng ta đều là những kẻ đáng thương sống trong bóng tối ta được cứu yêu nhi cứu giúp ngươi cũng cần ai đó giúp đỡ ngươi là một anh hùng ta không biết ngươi đã trải qua gì nhưng xin hãy tìm thầm lãng hắn sẽ giúp ngươi khổ đầu hoan tức giận nói khàn giọng ta không cần sự giúp đỡ của ai sau đó hắn bước đi nhanh chóng hình ảnh của hắn biến mất trong tích tắc thủ đô việt quốc Trương Sung được cứu sống rồi à? Quốc quân không thể tưởng tượng được, nói với sự kinh ngạc. Lê Chuẩn Công Công nói, đúng vậy, Thẩm Lãng đã cứu sống Trương Sung. Sốt cao của hắn đã giảm và hắn cũng đã tỉnh lại. Quốc quân nói, người này thật sự có y thuật cao siêu như vậy sao? Điều đó thật khó tin. Lê Chuẩn Đại Công Công đáp, đúng là như vậy thưa bệ hạ, viêm ruột thừa là một căn bệnh khó chữa như thế, vậy mà cũng có thể được điều trị. Quốc quân không khỏi nhớ lại nguyên phối phu nhân của mình, người đã chết vì viêm ruột thừa. Nếu lúc đó có Thẩm Lãng, có lẽ nàng sẽ không chết. Nhưng mà, ngay cả khi viêm ruột thừa của nàng được chữa khỏi, nàng có lẽ vẫn sẽ chết vì buồn bực. Thẩm Lãng, tiểu tử này, đã trị được Ninh La, sau đó là Ninh Diễm và giờ đây là Trương Sung. Y thuật của tiểu tử này thật sự rất kỳ diệu. Quốc quân ra lệnh, không cần phải tiết lộ điều này, coi như Trương Sung không bị viêm ruột thừa. Hãy giết những kẻ đã giam giữ Trương Sung trong đại lý tự. Tuân lệnh. Lê Chuẩn đáp quốc quân cầm lấy ý chỉ đã chuẩn bị từ trước. Ban đầu, ý chỉ này được chuẩn bị cho khi Trương Sung chết. Nhưng giờ đây, ý chỉ này dường như không cần thiết nữa. Hãy viết lại ý chỉ. Cái gọi là việc Trương Sung tham ô quốc hố chỉ là tin đồn giả mạo và vu khống. Trương Sung vô tội và sẽ được phóng thích, quay trở lại chức vụ cũ của mình. Lê Chuẩn Đại Công Công lập tức cúi đầu nói, tuân lệnh. Giọng nói của hắn có chút run rẩy. Quốc quân không thể không nhìn hắn một cái và nói, ngươi có đang diễn không? Lê Chuẩn trả lời, không, không có. Lê Chuẩn luôn trung thành với quốc quân, do đó hắn có cảm tình đặc biệt với các quan viên trung quân. Đối với việc Trương Sung bị bất bình trước đây, hắn cũng rất khó chịu, nhưng mà quan hoạn không được tham gia vào chính sự, mọi hành động và lời nói của hắn đều phải tuân theo ý chỉ của quốc quân. Vì vậy, trong nửa năm qua, hắn không dám nói một lời cầu xin, nhưng bây giờ Trương Sung đã được phục chức, hắn vẫn cảm thấy hơi phấn khởi. Đại hoạn quan Lê Chuẩn bước vào nhà Trương gia để tuyên chỉ trương sung bị vu hoan tội tham ô quốc khố chỉ là lời vu cáo giả dối hư ảo trương sung vô tội được phóng thích và trở lại chức cũ khâm thử trương sung người gầy yếu nằm sấp trên mặt đất run rẩy nói thần tạ ơn lê chuẩn đại công công tiến lên giúp hắn đứng dậy và nói trương đại nhân hãy tập trung dưỡng bệnh bên cạnh bệ hạ còn cần ngươi một người thần tử như vậy trương sung chắp tay cảm ơn đa tạ lê công công lê chuẩn nắm lấy bàn tay gầy yếu của trương sung sau đó rời đi Tin tức về việc Trương Sung trở lại chức cũ nhanh chóng lan truyền khắp triều đình. Rất nhiều quan viên không thể nhịn được sự ngạc nhiên. Người này thật sự có một số phận khó tin. Nửa năm qua coi như là thời gian khốn khổ nhất của Trương Sung, bị giam giữ trong ngục đại lý tự mà không có lý do rõ ràng, như thể sẽ không bao giờ ra được. Hơn nữa hắn còn mắc phải căn bệnh nặng, như thể sẽ sớm qua đời. Nhưng ai ngờ, hắn không chỉ sống sót mà còn trở lại chức cũ. Đúng là may mắn từ biển khổ. Từ đây về sau, Ngự sử đài có thêm một vị đại phu. Ngự sử đại phu Vương Thừa Trù có chút nhăn mày, hy vọng Trương Sung sẽ hiểu chuyện hơn một chút. Chức vụ của ngươi chỉ là một chức quá độ mà thôi, trăm triệu không được át giọng chủ nhà. Ngự sử đài chỉ có thể có một thanh âm, một người lãnh đạo duy nhất, đó chính là ta, Vương thừa chủ. Hai ngày sau, quốc quân rời khỏi thủ đô, tiến về biên giới để cùng Ngô Vương đi săn. Điều này được gọi là đi săn, nhưng thực chất là một hình thức của luận võ tam chiến hai nước Ngô Việt hàng năm đều có trận đại chiến. Hai mươi mấy năm trước, do sự biến đổi của Diễm Châu, Biện Tiêu dẫn theo 10 vạn quân lớn tiến vào Việt Quốc, khiến cho Ngô Quốc thất bại lớn. Từ đó về sau, Ngô Quốc luôn nghỉ ngơi để phục hồi sức mạnh, không còn tiếp tục cuộc chiến lớn. Tuy nhiên, hai nước vẫn không ngừng xung đột tại biên giới, tranh chấp không ngừng. Con người bẩm sinh là thích chiến tranh, không thể tránh khỏi. Nếu hai nước không thể hòa bình, thì Tổng cần phải đấu một trận để xác định thắng bại nhưng lại không thể thật sự ra trận, vậy phải làm sao? Hai vị quốc quân cùng nhau đi săn ở biên giới. Văn đánh cờ, võ chém giết. Văn đánh cờ, chính là hai quốc quân chơi cờ với nhau. Võ chém giết, chính là hai nước cử ra binh mã tinh nhuệ trên một mảnh đất trống lớn đối diện nhau chém giết. Đây cũng là truyền thống của giới quý tộc. Hai nước ngô Việt, mỗi năm có một lần quốc quân cùng đi săn. Trong những lần trước, Việt quốc luôn chiến thắng lớn, tăng uy tín của quốc gia. Ninh Nguyên Hiến có kỹ thuật chơi cờ rất cao, mỗi lần luôn có thể đánh bại Ngô Vương. Binh mã của Việt quốc mỗi lần cũng có thể đánh bại binh mã của Ngô quốc. Đã hơn hai mươi mấy năm trôi qua và mọi thứ vẫn như cũ. Nhưng Ninh Nguyên Hiến, hắn không biết mệt mỏi, hắn là một người thích hư danh. Hắn muốn thiên hạ biết rằng, Ninh Nguyên Hiến của ta là người đứng đầu trong mọi lĩnh vực từ văn hóa, giáo dục đến võ công. Việt quốc của ta mới là bá chủ thực sự của phương Nam. Và năm nay hắn đặc biệt quan tâm đến việc thắng trong cuộc đi săn. Bởi vì cuộc nổi loạn của Nam Ẩu Quốc đã kéo dài hơn một năm và tình hình chiến đấu vẫn còn rất căng thẳng, không có bất kỳ dấu hiệu xuống nhiệt nào. Quốc quân đã điều động 25 vạn quân lớn tiến vào Nam Ẩu Quốc. Nhưng những kẻ ác ôn của sa man tộc giống như không chết được, liên tục gia nhập chiến trường. Hơn nữa, căng quân càng đánh càng mạnh mẽ, tạo ra cảm giác như một vị anh hùng. Điều đáng sợ hơn là, theo sự tiến triển của cuộc chiến, quan hệ giữa Nam Ẩu Quốc và Sa Man tộc trở nên thân thiết hơn. Sa Man tộc ngày càng yêu mến căng Quân, có vẻ như muốn tôn hắn làm lãnh tụ của Sa Man tộc. Ở thời điểm quan trọng này, quốc quân cần một chiến thắng để khích lệ tinh thần quân đội và dân chúng. Chiến thắng trước đó khi đi sứ Khương quốc đã bị hắn thổi phồng thành công lớn không tưởng. Và bây giờ, cuộc đi săn cùng quốc quân càng quan trọng hơn. Nếu như trong cuộc đi săn này, hắn đánh bại Ngô Vương thì có thể tiếp tục khoe khoang với thiên hạ. Việt quốc của ta lại một lần nữa đánh bại Ngô quốc, một quốc gia lớn như vậy. Kẻ yếu ớt Nam ẩu quốc nổi loạn, đám nấm bệnh hoạn, không đáng để nhắc tới. Hãy so sánh một chút xem sao. Cuộc đi săn giữa những quốc quân diễn ra mỗi năm năm này, ý nghĩa của nó còn trọng đại hơn cả việc chúng ta tham gia Thế vận hội Olympic 30 năm trước. Lúc đó, chúng ta cần tăng danh vọng của quốc gia trên thế giới và Thế vận hội Olympic là sân khấu tốt nhất, do đó chúng ta rất khát khao chiến thắng. Vì vậy, đối với Ninh Nguyên Hiến, Cuộc đi săn giữa biên giới của Ngô và Việt không chỉ là một chiến trường ngoại giao, mà còn là một chiến trường chính trị và quân sự. Chỉ có thể thắng, không thể thua. Quốc quân xuất chiến, Tam Vương tử đi theo, còn Thái tử ở lại thủ đô. Su mật sử đi theo như một người bảo vệ, su mật viện phó sử trùng ngạc và Nam Cung Ngao cũng đi theo. Su mật viện phó sử Tôn An ở lại thủ đô. Cho đến nay, Tôn An đã liều mạng nịnh bỡ quốc quân, muốn luôn luôn ở bên cạnh. Nhưng lúc này đây, hắn lại không đi theo, Thời gian trôi đi như dòng nước, năm tháng như chiếc thoi đưa. Mỗi ngày trôi qua, khoảng cách giữa Thẩm Lãng và Tôn Nan trong cuộc quyết chiến tại triều đình càng ngày càng gần. Đến lúc này, cuộc sống và cái chết, sự tồn vong hay diệt vong đang nằm trên bàn cân. Những ngày qua, Thẩm Lãng đã trải qua một cách yên lặng tột độ, quá yên lặng. Bụng của Băng Nhi càng ngày càng to, dù nàng có tuyệt kỹ nhưng cũng không thể ăn được. Nam nhân dù sao cũng muốn ăn thịt chính, chỉ ăn trái cây không đủ nhưng thẩm lãng ở thủ đô đã không còn thịt để ăn. Mỗi khi trải qua một khoảng thời gian, thẩm lãng lại bắt đầu dục dịch. Nghe nói trong đó có rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp, tất cả đều là trinh tiết. Nương tử của hắn nói, chỉ cần không tìm những người phụ nữ không sạch sẽ là được. Nương tử của ta thật sự thông minh và hiểu biết, nếu ta từ chối thì sẽ thiếu kính trọng với nàng. Nếu không, ta có thể phá giới một lần nhể. Hơn nữa, cuộc quyết chiến lớn giữa ta và Tôn An sắp bắt đầu. Đó chính là cuộc chiến sinh tử. Ta cần phải thả lỏng cơ thể và tinh thần một chút phải không? Những thiếu nữ thuần khiết kia rất đáng yêu. Ngay cả khi ta không đi ngủ với họ, họ vẫn sẽ bị bán cho một số thương nhân tầm thường. Ta lớn lên đẹp trai như vậy, hoàn toàn là nhờ công lao cứu vớt chúng sinh. Nếu ta không xuống địa ngục, thì ai sẽ xuống? Thẩm lãng đã dùng khoảng một canh giờ để thuyết phục bản thân, sau đó cải trang và dũng cảm bước vào cổng lớn của thanh lâu. Nhưng, chân vừa mới bước qua cổng, hắn đã không thể đi tiếp trong đầu hắn hiện lên hình ảnh mộc lan tràn đầy ái mộ và không muốn rời xa vì thế hắn buộc phải quay lại nhưng đêm đó thật sự khó chịu vì thế ngày hôm sau hắn đã tự thuyết phục mình trong một tiếng rưỡi sau đó lại một lần nữa bước vào cổng lớn của thanh lâu nhưng là trước khi lên tầng hắn lại quay trở về hắn đã làm như vậy bốn năm lần có một lần đã lên tầng nhưng vẫn quay lại ôi mỗi lần trong đầu hắn đều hiện lên khuôn mặt và ánh mắt của Mộc Lan. Còn có khuôn mặt và ánh mắt khinh thường của Cửu Yêu Nhi. Cuối cùng, hắn không thể chịu được nữa. Thẩm Lãng nhận ra rằng, hắn không phải là kẻ như vậy, vốn dĩ không có việc gì cả. Nhưng rồi một ngày, hắn gặp công chúa Ninh Diễm đi qua Thanh Lâu. Dù Thẩm Lãng đã cải trang, nhưng nàng chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Ôi, Thẩm Lãng, sao ngươi lại ở đây? À, ngươi muốn đi chơi bời à? Kẻ cặn bã. Sau đó, Ninh Diễm tự tin bước đi. Người bên cạnh tức thì nhận ra, nguyên lai người nam nhân lượn lờ ra vào thanh lâu nhiều lần kia chính là Thẩm Lãng. Ôi, thì ra là Thẩm Lãng công tử. Vì thế, mấy cô tú bà đã tiến lên. Thẩm công tử, đừng đi, đừng đi. Thẩm công tử, nếu ngươi không thích cô nương kia, xem nô ra thế nào. Dù nô ra đã là tú bà, nhưng tuyệt kỹ của nô ra vẫn còn đó. Thẩm Lãng, người luôn chiến thắng trong cuộc sống, đã phải chạy trốn trong tình huống này. Trong khoảnh khắc đó, thẩm lãng muốn giết Ninh Diễm, con hổ mẹ này. Chết tiệt, cô đã hãm hại ta không chỉ một lần hay hai lần. Quá đáng lắm rồi. Chết tiệt. Sau đó, thẩm lãng trở nên nổi tiếng. Có người đã tổng kết thẩm lãng trong một câu. Muốn làm nhưng lại không dám làm. Sau đó, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Họ nói rằng thẩm lãng không thể làm được điều đó, cho nên mới phải ra vào thanh lâu nhiều lần. Thẩm lãng ư, khẳng định rằng anh ta không thể làm được. Nếu không Kim Mộc Lan sẽ không mang thai phải không? Thẩm Lãng không thể làm được. Tin này truyền đến tai Ngũ Vương tử, ánh mắt của hắn trở nên kỳ quái, lãng ra khóc mà không thể rơi lệ. Trong lòng hắn, ý muốn giết Ninh Diễm càng ngày càng mạnh, nhưng hắn lại không thể đánh bại nàng. Những ngày qua, Thẩm Lãng gần như mỗi ngày đều ăn uống cùng Vân Mộng Trạch và Ninh Diễm. Mỗi khi gặp mặt, Ninh Diễm liền gọi hắn là kẻ cặn bã. Vài ngày sau, nàng lại thêm một từ sau kẻ cặn bã, đó là kẻ bất lực hắn thật sự muốn giết nàng. Còn hai ngày nữa là kết thúc cuộc đi săn giữa quốc quân và ngô vương biên cảnh. Và cũng chỉ còn hai ngày nữa là cuộc quyết chiến sinh tử giữa Tô Nan và Thẩm Lãng trên chiều. Lãng gia đã giữ gìn thân thể như ngọc suốt hai mươi mấy ngày qua. Cả người hắn đều muốn nứt ra. Hôm nay, hắn lại phải uống rượu cùng Vân Mộng Trạch và Ninh Diễm. Ninh Diễm, con hổ này, càng ngày càng làm quá. Quần áo nàng mặc càng ngày càng mỏng, càng ngày càng đỏ rực. Điểm chính là nàng thích mặc quần jean ôm sát, vóc dáng của nàng lập tức trở nên gợi cảm hơn. Thân thể nàng như muốn nứt ra khỏi y phục của mình. Điểm chính là khi nàng lớn lên, thật diễm lệ, nàng lại muốn uống rượu. Uống đến khi khuôn mặt đỏ bừng, môi kiểu diễm ướt át. Cả người nàng như hoa mẫu đơn hoa hồng nở rộ, diễm tuyệt nhân gian, thu hút mọi ánh nhìn. Thẩm lãng cố tình không nhìn nàng, sợ rằng sẽ không kiểm soát được mình. Hắn chuyên tâm nói chuyện với vân mộng trạch, kẻ cạn bã, kẻ bất lực. Ninh diễm muốn thách thức hắn bằng rượu, nhưng thẩm lãng không để ý. Vì thế, hai từ này thoát ra từ miệng nàng. Đại sứ đế quốc Vân Mộng Trạch hỏi, lãng đệ, có chuyện lớn sắp xảy ra à? Thẩm lãng trả lời, ta, à, ngươi đã nhận ra à? Vân Mộng Trạch nói, ngươi đang rất căng thẳng, chắc chắn là chuyện lớn. Quả thật là chuyện lớn. Tô Nan là đại quan quan trọng trong triều. Cuộc chiến này quyết định số phận của triều đình. Dù thẩm lãng đã chuẩn bị tốt mọi thứ, nhưng anh vẫn rất căng thẳng. Khi Ninh Diễm nghe thấy, nàng quay người lại và hỏi chuyện gì vậy nàng uốn éo dáng người vòng eo thon gọn của nàng khiến người ta phải kinh ngạc thẩm lãng tránh ánh mắt của nàng đúng vậy đây là vấn đề sinh tử thẩm lãng trả lời vân mộng trạch hỏi chỉ còn vài ngày nữa phải không thẩm lãng trả lời chỉ còn vài ngày nữa vân mộng trạch nói ngô đệ ngươi không thể căng thẳng như vậy phải thả lỏng một chút huynh không có quyền lực gì chỉ có thể ủng hộ ngươi về mặt tinh thần sau đó Vân Mộng Trạch tự mình rót rượu cho Thẩm Lãng và Ninh Diễm. Thẩm Lãng uống từng ly rượu, một ly sau lại một ly tới. Công chúa Ninh Diễm cũng uống từng ly rượu, một ly sau lại một ly tới. Chẳng mấy chốc, Thẩm Lãng phát hiện điều gì đó không ổn, cả người hắn càng ngày càng nóng bừng. Dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong thân thể hắn, hắn hoàn toàn không thể kiểm soát được. Hắn nhìn Ninh Diễm, cả người nàng cũng như đang cháy, thở dốc và nhìn Thẩm Lãng với ánh mắt cuồng dã như diễm. Chợt nhận ra, có lẽ rượu này đã bị bỏ thuốc kích thích. Thấy Thẩm Lãng và Ninh Diễm đều bắt đầu phản ứng với thuốc, Vân Mộng Trạch đứng dậy. Tay trái hắn nắm Thẩm Lãng, tay phải nắm Ninh Diễm, hắn dẫn hai người vào phòng và ném họ lên một chiếc giường lớn. "Lãng đệ, không cần phải cảm ơn ta." Hắn nói. "Diễm muội, hãy tận hưởng đi." Sau đó, Vân Mộng Trạch khóa cửa phòng từ bên ngoài. "Cọp mẹ, ngươi định làm gì? Đừng lại gần ta, đừng lại gần ta." Hết cháp 216. Hướng dẫn tham gia thành viên chính thức của kênh để unlock những clip vượt tiến độ. Bước 1, bạn bấm vào profile của kênh. Bước 2, chọn nút tham gia. Bước 3, chọn loại hình bạn muốn tham gia, với giá tương ứng. Bước 4, thanh toán qua thẻ Visa hoặc Momo tùy theo nhu cầu của bạn. Đối với các thành viên miễn phí, các bạn không cần lo lắng, clip vẫn đăng công chiếu theo tiến độ bình thường, một tuần, từ 4 đến 5 clip. Chân thành cảm ơn và chúc các bạn một ngày tốt lành.